Em xin kính chào khách hàng của tiệm vàng Kim Thảo ạ. Trưa nay là có lộc của chị Thái Ngân nhiêu khách. Chị ghé mua tiệm vàng Kim Thảo là một bộ sản phẩm rất dễ thương luôn ha. Thứ nhất là chị mua một cái dây liền mặt bi nè, liền tim luôn nha. Dây bi rất là xinh luôn. Dây này trọng lượng vàng là có trọng lượng là 1.37 ha. Một cái lắc bi nè ha. Lắc bi có toàn tay kim tiền luôn ạ. Lắc này trọng lượng vàng của nó là 2.41 ha. Rồi cái nhẫn luôn, nhẫn hột trà Pháp là trọng lượng vàng là 5 phân nè. Đó. Nguyên một bộ sản phẩm nha. Rất là đẹp luôn. Tổng bộ sản phẩm này là gần 17 triệu nha quý khách. Đeo nha chị. Cho em mượn tay em đeo cho, không thấy hình đâu. Cái này rộng giặt chỉnh được luôn nè. Đó, nó có khoen tròn, nó tăng đơ nữa. Cái nhẫn đeo luôn nha. Cái nhẫn em đeo cái dây luôn cho. Dây tim mà dễ thương quá trời luôn á. Thiệt mà. Đó. Mấy chị mảnh mảnh là đeo cực kỳ sang dễ thương luôn. Nè quay cái dây luôn em, đừng quay hình chị nha. Mà rất là dễ thương nha. Trời ngại vô hình mấy chị ơi. Đây em gửi cái đơn cho chị. Mình nhớ giữ cái đơn cho chị đẹp để sau này đổi hết giá tiền nha. Rồi cảm ơn chị ạ. Chụp cho tấm hình, chụp cho nó tấm hình. Em xin kính chào quý khách hàng của tiệm vàng Kim Thành Thảo ạ. Chiều hôm nay là có lộc của vợ chồng cô Y ha, hai cô chú là ở Bà Điểm Hóc Môn. Thì hôm nay là đến ủng hộ tiệm vàng Kim Thành Thảo là 3 bộ xi men và một đôi bông nha quý khách nha. Đây, một lốc xi men cô đeo nè, siêu đẹp, siêu sáng nha quý khách nha. Tay cô là đang đeo 3 bộ xi men bản 4 ly đầy đủ các thương hiệu nha. Đó, nhiều thương hiệu sang kẻ. Sáng và rất là đẹp luôn nha quý khách. Ba bộ này có trọng lượng là 2 cây nha quý khách nha, 2 cây lẻ 2 phân. Rồi, cái cổ tay tròn đeo rất là đều dần, đẹp. Đỉnh quá cô ha, xuất sắc luôn. Rồi. Tiếp theo là đôi bông tai. Thì hôm nay là cô chọn đôi bông toàn ten nha, đôi bông này cũng nặng vàng lắm quý khách. Hai chỉ á, đây, vàng không thôi nha, không có hột gì đó. Nhưng mà nó móc máy theo công nghệ Italy á, làm cái mẫu rất là sáng luôn. Mẫu thương hiệu nha, đẹp lắm nè. Sáng chiếu luôn, cái này mấy cái này đeo bền lắm, đeo hoài được hoài thôi. Rồi cái này con đeo cho cô luôn ha. Dạ. Đó. Ôi ôm cái tay và đẹp lắm luôn á. Đây còn mã cái con tay của bạn tiếp theo nè. Chị Nhân ơi. Xuất sắc. À, vừa bông nè, vừa xi men mà hôm nay cô Y mua ủng hộ tiệm vàng Kim Thành Thảo có giá trị là cỡ 82 triệu nha quý khách nha. Đây cô, con gửi hóa đơn. Con cảm ơn cô hôm nay đến ủng hộ con nha. Rồi, cảm ơn. Dạ. Em xin kính chào quý khách hàng của tiệm vàng Kim Thành Thảo. Thì chiều hôm nay thì Kim Thành Thảo được đón tiếp hai vợ chồng của anh Dũng ha. Thì hôm nay là anh tặng chị một món quà nhân dịp quốc tế phụ nữ nha quý khách nha, mùng 8 tháng 3. Đây, đích thân anh chọn cho chị luôn nha. Hai bộ xi men ống tròn múc máy. Đây, giá rất là đẹp luôn nha quý khách nha. Bộ xi men chị đang đeo trên tay là niêm 54 ạ. Có trọng lượng là 9.7/6. 14 vòng, có khóa hết nha. Bây giờ hiện đại là đeo có khóa thôi. À, đẹp lắm. Cái những cái móc khóa của nó rất là êm luôn nha. Nó không có thấy cái khóa, nó không có lộ rõ quá. Đẹp lắm nè. Hai bộ này hôm nay chị mua ủng hộ em có giá trị là 35 triệu hơn quý khách nha. Rồi em gửi hóa đơn ạ. Rất là cảm ơn anh chị hôm nay đã đến ủng hộ em nha. Em gửi cảm ơn chị nhiều. Chị em xin kính chào khách hàng của tiệm vàng Kim Minh Thảo ạ. Sáng hôm nay là có lộc của chị Diễm nha quý khách, chị ở quận Bình Tân ha. Đến ủng hộ tiệm vàng Kim Minh Thảo là hai bộ xi men nè. Cái này là bản mo nha quý khách ơi, bản mo móc máy nha. Cái size này size 58 ha, rất là đẹp luôn. Hai bộ này có trọng lượng là 1 lượng 1, 2 phân 88 luôn. Tổng giá trị bộ sản phẩm này là 41.360.000 luôn nha mấy chị. Xi men bên em là có khóa nha và có đủ size luôn, từ ni 46 tới ni 64 luôn nè mấy chị nè. Móc máy có, bản chữ có nha, rất là đẹp luôn. Rồi cảm ơn chị Diễm nhiều đã ghé mua tiệm vàng của em nha. Rồi mình nhớ giữ cái đơn cho chị, xin em bên em là sau này chỉ đổi ngang một tiền công thôi nha. Không có mua vô bán ra hay là đổi bù gì hết nha chị. Rồi cảm ơn chị nhiều ạ.
Dạ em xin kính chào khách hàng có tiền vàng Kim Anh Thảo à, trưa hôm nay là có lộc của chị Tùng nha khách. Mình ở đâu á chị? Chị ở Bình Dương lên ha. À, đến đúng mùa tiền vàng Kim Anh Thảo em là hai bộ xi men ha, bản chữ rất đẹp nha mấy chị ha. Cái này phục vụ cho 8/3 cho mấy chị mình luôn ha, quá là dễ thương luôn rồi. À, người ta là ni 54 à, bản là bản 4 ly ha. Hai bộ này có trọng lượng là gần 1 lượng 2 nha khách. À, bản 4 ly xi men là có khóa hết luôn nha. Đây tay rất là ôm tay luôn mà đẹp luôn nè, thoải mái ha. Xi men bên em thì bao đẹp luôn cho mấy chị mình ha. Tổng lượng sản phẩm này là 42 triệu à. À, cảm ơn chị Tùng nhiều, anh chị đã ghé mua tiền vàng của em nha. Mình nhớ giữ lại hóa đơn nha. À, sau này mình đổi hay làm gì cho tiền anh chị. Rồi em muốn anh chị. Dạ em xin kính chào khách hàng của tiền vàng của Minh Thảo à. À, trưa hôm nay là có lộc của chị Thảo nha khách. À, chị đến đúng mùa tiền vàng của Minh Thảo là một cái lắc với một cái nhẫn ha. Đây à, ai cái nhẫn này là nhẫn hình con rồng luôn à. Nhẫn hình con rồng trọng lượng vàng của nó là 1 chỉ 422 nha khách. Đi kèm là một lắc tay hình con rồng luôn à. À, lắc con rồng này trọng lượng vàng của nó là gần 5 chỉ. Rất đẹp luôn nha. Thể hàng rào luôn, sáng lấp lánh luôn nha khách. Hai bên là dập máy luôn nè. Đó rất là sáng ha. Khóa là có khóa phụ một bên nữa. Giống này nha mấy anh mấy chị ha. Đó, lắc hình con rồng. Đi kèm là một cái nhẫn hình con rồng luôn nha. Cái này trọng lượng thanh mảnh nha. Đó, rất là đẹp luôn ạ. À, tầm khoảng là cỡ 25 triệu là hai sản phẩm này luôn nha mấy khách. Đây. Đeo luôn không anh chị? Vậy à, giờ là để một hộp cho anh chị ha. Rồi cảm ơn anh chị nhiều nha. Hỏi em giống hộp đó. Giờ là rồi, ok, đem lấy hộp bỏ cho chị. Đeo nhẫn luôn đi anh. Đem gửi đơn chị nha. Dì lấy hộp cho chị bỏ lắc cho em. Em xin kính chào quý khách hàng của tiền vàng Kim Thành Thảo. À, chiều hôm nay thì Kim Thành Thảo rất là vinh dự khi mà được đón tiếp gia đình của anh Thoại. Gia đình của mình là từ Cần Thơ lên nha quý khách nha. Thì hôm nay là lên ủng hộ em một chiếc nhẫn và một sợi dây hàng đúc nha quý khách nha. Đây, đầu tiên sẽ giới thiệu cho quý khách xem cái mẫu nhẫn mà anh đang đeo trên tay. À, đây, mẫu nhẫn anh đang đeo là vàng nữ trang 980 nha quý khách nha. Mặt oval chữ Phước. Chiếc nhẫn này trọng lượng của nó là 7 chỉ hơn. Rất là đẹp. Hai bên đây là chạm nhẫn này đúc hoàn toàn luôn nha. Đeo rất là vừa vặn cái tay luôn nè. Đó, cái form nó vừa nắm tay của mình luôn. Và tiếp theo là một sợi dây đúc. Thì cái mẫu dây này á, là hàng cao cấp, hồi giờ là em cũng đã giới thiệu cho quý khách biết rồi. Nhưng mà đợt này thì em về cái mẫu này là nó hàng đúc đặc hơn nha. Có nghĩa là cái form nó nhỏ mà trọng lượng nó nặng nha. Form dây em đang cầm trên tay nó là 2 cây. Đây, nối ống kim tiền. Kim tiền cắt máy luôn ha. Cái form ống rất là nhỏ luôn, đặc, cầm rất là nặng tay và chắc chắn luôn. Cái khóa nó là có cắt máy luôn nha. Dập logo thương hiệu luôn ha. Đó. Dây này là dài 6 tấc trồng đầu, nam nữ đều đeo được hết luôn. 2 lượng hơn. Cái này anh đeo luôn anh ha. Đây. Cái mẫu này là đeo trồng đầu cũng được hoặc là mở khóa cũng được nè. Nó nhỏ nhỏ nhưng mà nó chất lượng, đeo sợi dây nó rất là bền luôn. Đẹp quá. Dạ, hai món mà hôm nay gia đình của mình đến ủng hộ em á, thì có giá trị là 114 triệu nha quý khách nha. Rồi, em xin phép gửi hóa đơn. Em rất là cảm ơn gia đình mình đã không ngại đường xa để ủng hộ em ạ. À, em cảm ơn rất là nhiều.